Ở trên thị trường các bạn sẽ thấy được những sản phẩm bổ sung BCA. Rồi bây giờ thêm một khái niệm EA. Thì hai này nó đã đối chọi nhau, tranh cãi nhau khoảng thời gian dài mấy năm trời, thông qua những nghiên cứu cụ thể và thông qua những thằng chặt chém, chém gió và bodybuilder trên thế giới, mỗi thằng một trường phái nữa. Nhưng mà trong một cuộc đua về chất lượng, BCA không có cửa. Không có cửa so với được EA được. Tại sao không có cửa? Chào mừng các bạn đến với chương trình Chém Gió Thể Hình. Ngày hôm nay Dương Nguyễn sẽ làm một chủ đề hại não các bạn chới, đó là EAA là một cái cuộc cách mạng trong ngành thực phẩm bổ sung những năm gần đây nha các bạn. Nếu mà các bạn không biết, không có kiến thức về EAA mà các bạn cũng chưa dùng EAA bao giờ nữa thì thôi các bạn quá lạc hậu rồi. Kiến thức nó bị lô trình rồi. Và các bạn có thể nói là bị bỏ lại sau lưng cái ngành công nghiệp thể hình hiện đại. Đó. Vậy thì EAA là gì? Mà bà con dòng họ của cái đám này nó gồm những cái gì? Đây. Bỏ chữ kia em đi. Thì EAA nó là tập con của amino. Cái này quan trọng nha các bạn. Amino là gì? Protein khi vô cơ thể chúng ta, nó phải qua quá trình xử lý để nó ra được 20 mấy acid amin. Thì 20 mấy acid amin này gọi là amino. Tập gym không có này coi như không có gì cả. Nó là nền tảng của tất cả. Và nó là cực kỳ quan trọng luôn. Trong 20 mấy thằng đó, nó sẽ có 9 thằng quan trọng nhất, là 9 thằng thiết yếu. Đó, 9 thằng đó tên tiếng Anh được viết thành như vậy: EAA. Chính thằng này cơ thể chúng ta sẽ không tổng hợp được, mà chúng ta phải nạp từ nguồn bên ngoài. Đó là lý do nó quan trọng. Mà chính thằng này nó làm leader, lãnh đạo một đám kia luôn. Không có chính thằng này, mấy thằng này ngồi chơi không, khỏi mặn ăn gì cả, trả lương thấy mẹ luôn. Ok, đó là EA. Rồi thêm một khái niệm đó là BCAA. Vậy thì BCAA là gì? Quay lại, trong chính thằng này nó có ba đầu sỏ. Đó là BCAA. Cái ba đầu sỏ đó rất là quan trọng. Ba đầu sỏ đó mình nói tên cho bà biết là: 1. Leucine. 2. Isoleucine. 3. Valine. Đó. Không, cũng là VL nhưng mà không phải là VL kia nha. Đọc là, mà bạn có thể đọc là Valine cũng được, hoặc là Valine. Ở trên thị trường các bạn sẽ thấy được những sản phẩm bổ sung BCA. Rồi bây giờ thêm một khái niệm EA. Thì hai này nó đã đối chọi nhau, tranh cãi nhau khoảng thời gian dài mấy năm trời, thông qua những nghiên cứu cụ thể và thông qua những thằng chặt chém, chém gió và bodybuilder trên thế giới, mỗi thằng một trường phái nữa. Nhưng mà trong một cuộc đua về chất lượng, BCA không có cửa. Không có cửa so với được EA được. Tại sao không có cửa? Đơn giản, mày có ba thằng kia một đống, thằng nó quýnh cho mày chết. Đúng nhận sai cãi quá vậy. Đó là mình nói về mặt tư duy bình thường, không cần khoa học kiến khô gì cả. Còn khi mà nói về mặt khoa học đó, cái cơ thể chúng ta nó tổng hợp protein, nó được dưới sự vận hành của EA, nó có những cái acid amin thiết yếu khác để nó bổ trợ cho sự vận động, hoạt động của thằng BCA. Mà trong thằng BCA có một thằng đầu sỏ. Có một thằng đầu sỏ là cái gì biết không? Nope. Nhìn mặt là biết, không biết rồi, thôi nhắc luôn. Thằng đầu sỏ đó là Leucine. Thằng đó là đầu sỏ. Thằng đó quan trọng. Một mình thằng đó nó cũng có thể giúp cho các bạn tổng hợp cơ bắp, nhưng nó thấp, nó không bằng được 9 thằng kia cộng lại. Nhưng mà 9 thằng kia cộng lại cũng phải là tối ưu. Nó có điểm hở xương. Cái thằng thực phẩm bổ sung mà BCA á, nó được cho được cái tỷ lệ tối ưu. Một tỷ lệ tối ưu đó là cái gì? 2:1:1 hoặc 4:1:1. Tất nhiên trường phái 2:1:1 đông hơn. Còn cái thằng EAA ở trong chiết xuất á, tức là bạn chiết xuất ra một thằng EAA, thì nó sẽ không bao giờ được có được cái tỷ lệ đó. Đó, bây giờ muốn biết dễ lắm, nhìn thằng quay đầu tiên bạn thấy cái đầu phao đó không? Acid amin đầu phao. Bạn cộng 9 thằng cộng lại, bạn nhìn ba thằng BCA ở trong quay, nó sẽ không ra tỷ lệ tối ưu. Đó, thì thằng đó là EAA, nó từ quay tự nhiên. Nó không phải là 2:1:1. Còn khi mà người ta làm ra thực phẩm bổ sung mà EAA á, thì người ta phải cân chỉnh, bỏ thêm, loại bớt, làm cách nào đó để cho ra một tỷ lệ đẹp. Ví dụ khoa trước khi ví dụ verify là chỗ này cho hiểu nè. Cái thằng BCA á mà nó ra thực phẩm bổ sung rồi á, mà nó đi đấu ngang với thằng EA mà ở trong kho, nó trong cái thằng EA nó chưa thành sản phẩm nha, thì nó không so sánh được. Tại vì thằng kia nó ít chất hơn, thằng BCA nó ít chất hơn nhưng mà nó tối ưu về tỷ lệ. Ngược lại thằng EA ở trong kho đó thì nó nhiều chất hơn nhưng mà nó không tối ưu về tỷ lệ. Nhưng mà hai thằng trong kho thì thằng BCA đi ngủ nha. Ủa lỗi, xin lỗi bạn, hơi nhầm lẫn. Hai thằng ra sản phẩm rồi thì thằng kia đi ngủ nha. Đó. Ví dụ bạn có thể nhìn vô cái label. Nó cái label của một sản phẩm, ví dụ thôi, EA đẳng cấp của hãng Evolution. Thì bạn nhìn thì bạn sẽ thấy tỷ lệ của con Leucine, của con Isoleucine, của con Valine là nó tỷ lệ 2:1:1 là 3:1:1, 3:1:5, 1:5. Thì cái thằng này ra tối ưu rồi. Ở đóng dưới kệ bà nó cũng ke 3:9. Ok. Tại vì đóng ở dưới nó không có tỷ lệ, đóng này nó có tỷ lệ. Và ngược lại, đây là EA EA của hãng Labrador, Leucine, Isoleucine, rồi Valine, nó tỷ lệ của nó rất là 2:1:1, một cái 3:5, 1:7, 1:7.
Vậy thì mình đi qua cho bạn những khái niệm và định nghĩa của EAA. Và mình hiểu cái EAA nó nằm ở trong cái hỗn hợp. Nó gồm có acid amin. Acid amin là tên tiếng Việt, tên tiếng Anh là amino acid. Rồi BCA và EAA. Bây giờ chúng ta đi qua ba lợi ích căn bản, cốt lõi của EAA. Còn những lợi ích khác nó nhiều lắm, mà một chủ đề thì không thể nào nói được hết. Thì bây giờ Di sẽ nói ba cái cốt lõi căn bản thôi. Cái thứ nhất đó là sự tiện lợi. Thằng EAA này rất là tiện lợi cực kỳ luôn. Đấy, nó tiện lợi ở chỗ nào? Bạn có thể dùng nó bất cứ khi nào, tại bất cứ đâu. Nhớ cho tụi con này, các loại thực phẩm bổ sung khác thì nó dùng nó có thời điểm nha. Ví dụ như pre-workout dùng trước tập, intra-workout dùng trong tập, còn post-workout dùng sau tập. Còn thằng này mà dùng lúc nào cũng được hết luôn. Vậy thì ở đây mình mở rộng ra, mình dùng thằng EAA này ở trong lúc intra-workout thì nó sẽ giúp cho cơ thể, cơ bắp bạn phục hồi tốt hơn. Đó, tổng hợp protein tốt hơn, chống dị hóa cơ các kiểu đà điểu luôn. Rồi thêm một trường phái nữa, dùng trong ngày. Dùng trong ngày là sao? Ví dụ như bình thường mà sẽ uống nước, đúng không? Thì bây giờ bạn uống Coca-Cola khó khiết gì đó, rồi uống nước mía, rồi uống... Bây giờ bạn có biết những cái đó là anh heo thì không? Đúng không? Thì bây giờ mình thay bằng EAA, mình uống trong lúc đó đi, chi để đầu óc mình tỉnh táo, tập trung, mình làm việc tốt hơn và cơ bắp mình nó được phục hồi liên tục cả ngày luôn. Đó, cái tính tiện lợi và cái tính cơ động là cái giá trị cốt lõi tốt nhất của cái thằng EAA nói riêng và những cái thực phẩm bổ sung acid amin dạng free form nói chung. Cái lợi ích hồi nãy Dương Nguyễn nói á, là có thể áp dụng cho người tập gym cũng được, người không tập gym cũng được. Còn bây giờ nói về dân chuyên gym nè, cũng trong lợi ích số 1 của nhãn chưa đi hết nha. Dân chuyên gym là gì? Sự phát triển cơ bắp. Nó bật công tắc cho sự phát triển cơ bắp. Thì bây giờ Tú và các bạn có đồng ý anh á, là bây giờ hầu hết chúng ta tập gym ở đây đều muốn sở hữu những cái khối cơ mà gồng lên là tao biết mình có tập gym rồi, sức khỏe heo thì đồ, mông cong rồi, ngực khủng, eo 6 múi gì đó, rồi để đi hấp dẫn người khác phái đi, nó tấn cắn đi cô gái rồi, và khẳng định bản thân với cuộc đời không? Khẳng định tôi là Duy Nguyễn á, khi thằng Tú kia tôi là tập tạ, bây giờ thông qua tập tạ có được một số muscle và tinh thần tôi thoải mái, đúng không? Đầu óc tôi mạnh mẽ để tôi khẳng định với cuộc đời, thông điệp tôi đến trái đất, đúng không? Mà làm gì phải có cơ bắp? Mà cơ bắp ở đâu có? Cơ bắp nó có nhiều nguyên nhân để nó có, tập gym nó có. Rồi bây giờ là ăn thịt cá, trứng sữa, thịt bò, thịt heo gì đó, rồi uống supplement có, đúng không? Nhưng mà ở đây nó có một vấn đề là tất cả nó thiếu một cái công tắc để nó giống như tất cả mọi thứ nó đã có trơn mà công tắc nó ngắt điện mà. Thế cái này là bởi vì Duy Nguyễn rất là ngại làm cái chương trình này. Ví dụ như mình chém gió mà chém sâu quá, nó qua tới khoa học nó cũng kỳ, mà không giải thích tới cái mức khoa học thì các bạn không hiểu. Đó, thì ở cái chỗ này là bạn biết một khái niệm, biết thôi, đừng có sạch nhức đầu lắm, cái này qua tới bác sĩ chuyên sâu rồi nha. mTOR, cái tín hiệu đó nó sẽ bật mốt. Nói chung là tế bào cơ, tế bào gì đó, nó muốn hình thành, nó phát triển, nó muốn bự, nó muốn đẹp trai, xấu trai, đó là do cái thằng này. Cái thằng mTOR này là nó là cái tín hiệu dẫn đầu, nó bật lên cái một, nó quất người kia. Nó tóm lại, đồ quá. Nó tóm lại là cái thằng EAA này á, nó sẽ bật công tắc để nó kích hoạt mTOR. Vậy thôi, nó điều kiện đầu tiên luôn, nó bật công tắc kích hoạt đó. Mà kích hoạt đó rồi thì cơ bắp nó mới tổng hợp, cái tế bào cơ nó mới phát triển này rồi kia. Thì đây là một cái lợi ích về mặt khoa học. Thì chúng ta đang hiểu thêm về cái cách mà cơ bắp chúng ta nó phát triển đó sau cái tập luyện nha các bạn. Mặc dù đây là chương trình chém gió thể hình thôi, nhưng mà nói chung với những cái chém nó cũng hơi lố. Rồi bây giờ chúng ta qua lợi ích số 2 của EAA. Đó là cái gì? Bảo toàn cơ nè. Cơ bắp bạn tập luyện có cực khổ cuối cùng bị teo là không được, đúng không? Thì nó giúp bảo toàn cơ nạc. Vậy thì nó bảo toàn thông qua những cái cơ chế nào? Thứ nhất trong tập và thứ hai trong ngày. Bây giờ các bạn phải khẳng định tôi là để có được cơ đẹp á, không phải tập sao nó cũng có cơ đẹp. Thì mà thường thường nào qua lean là mất cơ, thường thường là vậy á. Tại vì bạn muốn lean á thì bạn phải có một chế độ dinh dưỡng và một phương pháp tập luyện hợp lý. Cái chế độ dinh dưỡng của bạn đó là calo nó phải là không cao, mà calo không cao nó ảnh hưởng tới sự đồng hóa đó. Rồi mỡ mà nó giảm từ từ nó giảm tới cái mức thấp quá rồi nó ngăn nó không giảm nữa. Nó giảm nữa bạn chết làm sao, cơ thể chúng ta tự nhiên có những cơ chế đó. Giống như bạn ở gần gái thì bạn cứng thôi à, chứ không có gì khác hết đó. Đó là không giải thích được. Tú làm gì nhăn Tú, cứng họng á Tú. À, nó nói mà trả lời nó cứng họng á Tú nha. Đó là nói về cơ chế, còn nói về khi mà tập luyện á, không có nào tập ngày nửa tiếng mà cơ thể nét được hết đó. Chúng ta muốn tập để chúng ta chuyển cơ thể qua trạng thái đốt mỡ này nọ kia đó, buổi tập nó phải đủ dài và thời gian tập phải đủ lâu, độ bền nó phải đủ có. Mà có mấy cái đó là teo cơ nữa. Vậy thì cái thằng EAA á, khi mà chúng ta nạp với cái góc độ là intra workout trong tập, nhấp nhấp bụp thì nó sẽ ngăn cái việc mất cơ trong tập. Thì cho dù bạn có cardio lâu dài nó cũng mất cơ, cho dù bạn có tập nhiều rep
nó đốt mỡ thì nhưng nó vẫn không mất cơ. Trong ngày nó trong tập nó kết hợp trong ngày nữa, trong ngày bạn nhấp vậy đó thì bạn sẽ duy trì được cái trạng thái. Ở đây là mình nói sao ta, này cái video sau nó mới có. Khi lúc này nó vẫn duy trì được trạng thái đồng hóa là gì? Anabolic. Đó, trạng thái đó nó không làm mất cơ, chuyển qua trạng thái dị hóa là hay luôn đó. Thì bởi vậy bạn mới thấy là Duy Nguyễn hay uống EA, uống ở trong tập và uống lúc livestream, lúc đi đường, lúc chạy xe tùm lum la, nó mới duy trì được cái nguồn năng lượng. Có thể là ví dụ như cơ bắp của Duy Nguyễn thì dưới lớp áo bạn nhìn không thấy đúng không, nhưng mà bạn thấy đầu óc phản xạ nãy giờ là khoảng 5-6 giờ chiều rồi đó bạn. Mình dậy từ rất là sớm, mình làm việc rất là nhiều, làm việc văn phòng này nọ, xong rồi mình chạy xe từ bên Bình Tân qua quận 7 trong cung đường mà nó kẹt xe, nó ức chế thần kinh, mà từ xe máy tới ô tô tới Grab đồ bạo lắm, nhưng mà giờ vẫn full năng lượng, gọi là nói chuyện bạn rất là vui vẻ. Thì cái tác dụng của EA là thứ hai, tác dụng thứ hai là gì? Bảo tồn cơ, không giảm cơ. Cái điều này nó làm cho bạn giữ được độ lean, nó kết hợp với chế độ ăn và chế độ tập. Bạn lean, bạn tập theo án lean body, bạn lean, bạn tập theo giáo án FST7 bạn mới lean. Mà khi mà tập những án đó và thấy cơ bắp được kích thích tối đa, nó không nặng nhưng mà nó rất là mệt và rất là mỏi, thì những lúc đó bình thường không có con EA này dặm vô là bảo đảm mất cơ. Nghĩ gia lao giữa giờ giới thiệu nãy là gì, pha bên Bình Tân á một muỗng này uống, giờ còn như đây nè, uống cho nó xong. Mệt quá, khát nước quá. Rồi nhá, cái này là ngoài chương trình nhá, đây hai loại nha. Tại sao mà có hai loại? BBT phát triển hai loại nó có ý đồ hết các bạn phải không? Đâu ý đồ, tất nhiên là Duy Nguyễn sẽ có thời gian, Duy Nguyễn sẽ có những clip chuyên sâu về vấn đề này, nhưng mà các bạn nhớ sự khác biệt giữa hai EA này là cái gì? Nó ghi gì kể nó, bản chất này là EA chứ không phải là amino, tên sản phẩm này vậy thôi. Amino KM là cái tên sản phẩm, còn bản chất này cũng EA, bản chất này cũng EA. Thì hồi nãy mới nói là sao, EA dùng trong thời điểm nào các bạn? Trong tập và trong ngày. Thì thằng này dùng trong tập tốt hơn, và thằng này dùng trong ngày tốt hơn. Đơn giản nói vậy không có nghĩa là thằng amino KM này bạn dùng trong ngày không được, và ngược lại mà thằng này dùng trong tập không được. Nếu bạn có tiền bạn chơi hai loại, loại này trong tập và trong ngày giống như Duy Nguyễn. Còn bạn yếu kinh tế, em là cho tất cả, ok chưa? Okay. Còn em này thì không cho tất cả được. Em này thứ nhất cho tất cả nó tốt, là tại sao nó mắc đúng không? Nó mắc mà bạn cái này uống trong ngày nó hơi bị dư, nhưng nó phù hợp cho những cái khi mà uống trong ngày có những cái hoạt động nào đó, ví dụ driving chạy xe, hoặc là cycling chạy đi xe đạp, hoặc là đi công viên với dẫn gợi đi luyện công cơ miệng, hoặc là nói chung là do something cái gì đó, xếp xiết gì đó, nói chung là có vận động. Cái này là ưu tiên cho có vận động, còn cái thằng này là ưu tiên cho, không phải ưu tiên cho, nhưng mà nếu mà xét về những cái hoạt động có vận động nó không bằng này thôi nha, nó không bằng này hầu chứ không phải nó không làm được nha. Nó còn thằng này xét về cái những hoạt động về trí não, những hoạt động về suy nghĩ, những hoạt động về nói chuyện như Duy vậy nè. Đó, nó chia sẻ cho bạn sự khác biệt giữa hai loại đó để cho các bạn hiểu được cái chiến lược của BBT là gì. Mà nói chung là BBT là không bao giờ có EA của bóp. Vậy thì mở rộng luôn, EA của bóp là gì? Mà nhìn vô á, thứ nhất cái này bộ thì gớm, cái này bộ đấy nó xấu đau luôn các bạn, xấu xúc phạm người nhìn luôn á. Rồi thứ hai á, giá nó ảo quá, giá nó rất ảo. Ví dụ như thằng này loại thường thôi mà cũng phải bèo cũng gần cái chai rồi, mà thằng kia nó bán có 400 mà, ví dụ vậy nó bỏ gì trong đó, suy nghĩ đi. Đôi khi á, cái này á là cái gọi là những lời quảng cáo có cánh mà lời lừa dối nhé. Còn cái sọt á, cái sọt nó mới là cái quan trọng. Ở trong cái lớp số 2 này á các bạn, nó có một phần nó liên quan tới hormone. Mắt đụng tới hormone là tôi giật rồi bạn. Nhưng mà không, hormone tự nhiên trong cơ thể nha bạn. Ở trong cơ thể bạn sẽ có những loại hormone này. Thì bây giờ thằng uống thằng EA vô nó sẽ tác động như thế nào đến những cái loại hormone đó. Thứ nhất, IGF-1, hormone tăng trưởng. Uống này bật máu tăng lên. Hormone tăng trưởng đơn giản lắm, mình tập gym mình cần này tăng, thằng này tăng là bạn bự. Vậy thôi, đó gọi là tăng trưởng mà. Con người chúng ta sống cần phải hormone tăng trưởng từ nhỏ tới lớn, đứa bé nó phải có hormone tăng trưởng nó mới tăng được chứ. Không nó bị đau, nó bị gì sao? Đó, nên cái vấn đề hormone tăng trưởng không gì thích hết. Và cái thứ hai, một cái hormone mà các bạn thích nè, testosterone. Hormone đàn ông. Mà cái thằng hormone đàn ông này á là nó giúp cho bạn cái gì? Tăng cơ giảm mỡ. Tức nói chung là cái quá trình tăng cơ giảm mỡ nó phụ thuộc nhiều cái lắm bạn. Bạn tập, bạn ăn này nọ kia. Nhưng mà trong đó có vấn đề trong cơ thể chúng ta đó là hormone, đúng không? Mà khi bạn tập luyện á thì hormone đàn ông nó tăng. Đó, rồi khi bạn uống này vô nó sẽ kích thích thêm cái hormone đàn ông, nó tăng thêm lần chút xíu nữa, là nó cộng hưởng với nhau làm tăng hormone testosterone này lên. Mà trong hormone testosterone này á, nó tăng lên á, nó làm ức chế thành hormone là cortisol. Cortisol tiếng Mỹ đọc là cơ đơ, tiếng Anh nó đọc là tơ. Bởi tôi đọc lẹo lưỡi hoài bực lắm. Mà cái hormone này hormone xấu, hormone này mình muốn bye bye
giống như bạn ngủ và nằm mơ, giấc mơ không giải thích được. Có ba loại giấc mơ: một, giấc mơ đẹp; hai là mộng tinh; ba là giấc mơ ác mộng. Thì đàn ông thằng nào chả phái cái kia hai kia đúng không, mà gặp ác mộng là thấy stress và trầm cảm quá. Thì thằng cortisol này nó giống như là ác mộng vậy đó. Mà khi mà cortisol này nó tăng, nó làm tăng luôn cái thằng quỷ, một cái thằng hormone nữa, mà cái thằng này cái tên này như quên cách đọc rồi. Nó tú nó chèn lên hormone gây thèm ăn, đói bụng. Tức là nói chung là trong cơ thể chúng ta mỗi lần chúng ta có cái gì đó thì nó sẽ ra một cái hormone nó điều khiển đó. Nên có thằng hormone mê gái nhiều, có thằng hormone mê gái ít nữa, thấy không? Mà có những cái thằng hormone mê gái á, là lúc nhỏ nó không có, lớn trưởng thành nó không có, mà tới chừng khi mà chúng ta lão quá 7-8 tuổi thì nó có. Cái đó người ta gọi là gì, trâu già khóa rậm có non đó, chém gió thôi mà. Đồng thời nó kiểm soát được cái hormone con gái là hormone gì? Estrogen đó. Estrogen, hormone gái. Hormone gái làm gì? Tích mỡ ba ơi. Hormone con gái tích mỡ đó. Tại vì bạn thấy không, cái hormone này nó làm cho chúng ta gái bạn thấy không, mở màng rồi múp miết đồ mềm mại đồ đã đúng không. Đàn ông thì cứng cáp đồ này nọ kia, nên khi bạn tập gym nó sẽ làm lập hai loại hormone này. Bao giờ tập gym nó cũng vậy, nó sẽ tăng testosterone và nó giảm estrogen. Estrogen nên mấy các bạn nữ tập gym mà sai cách là coi chừng thành đàn ông này. Nghiêm túc mà nói, không sai đâu bạn, nghiêm túc nha. Thì thông qua cái phần trình bày vừa rồi gì bạn hiểu á, tức là thằng EA này nó sẽ bật cho những hormone tích cực phát triển. Hormone có hai loại, như hormone tích cực là hormone mà mặt cười á, hormone làm chúng ta cảm thấy yêu đời, chúng ta tăng trưởng, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta nam tính, chúng ta tăng cơ giảm mỡ, và nó ức chế, nó giảm đi cái lượng hormone estrogen. Nhưng mà một chút xíu thôi à, một chút xíu thôi, cái vụ mà giảm hormone estrogen một chút xíu thôi à. Nó bằng nữ đừng có sợ, đúng không? Bằng nữ thì hormone nó từ lừa quá trời luôn, uống thằng này vô nó cũng có giảm nhiều đâu. Nhưng mà đàn ông của chúng tôi cần. Nhưng mà cái vấn đề á, nhưng cái vấn đề nó đụng tới cái những hormone đó đó, những cái hormone mà tiêu cực á, không tự nhiên cơ thể chúng ta không có đâu. Nhưng mà tới lúc á mà các bạn tập tới một cái trạng thái bạn ép cân á, bạn đang đạt trạng thái lean á, người thằng nào nấy gân guốc độ cơ nhìn này nọ mà cái mặt khí tráng luôn á, đó là trạng thái đó, là những hormone xấu xấu nó bắt đầu nó ùa ra. Nên cái phần trình bày gì là mang chất lý thuyết, còn thực tế duyên giờ estrogen đâu ra? Người đàn trai đang khỏe mạnh hồng hào vậy estrogen đâu ra, đúng không? Nhưng mà bữa nào cảm thấy giống như là giờ cuộc đời sụp đổ rồi đó, 100 tỷ bốc hơi đồ trâu ria đậm rạc, tinh thần không còn nữa, là lúc đó thôi nó ra hormone sụp đổ, rồi trong đó nó có estrogen nữa, đó là kể như mở lên đó, người mềm mại mềm nhũn luôn đó. Ví dụ cho bạn hiểu thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua lợi ích số 3, cũng lợi ích cuối cùng của EA trong phần trình bày ngày hôm nay của Duy. Đó là cải thiện giấc ngủ. Lạ chưa? Ôi không lạ chưa, uống EA cải thiện giấc ngủ không, có cải thiện ngủ đó. Vậy thì chúng ta định nghĩa lại giấc ngủ nè. Giấc ngủ cực kỳ quan trọng đối với chúng ta, nhất là những bạn swimmer. Người nào cũng cần phải ngủ hết đó chứ không, vậy giấc ngủ như thế nào gọi là chất lượng. Rồi bạn ngủ được tối thiểu 7 tiếng. Bất kể là ngủ giờ nào kệ bạn, nhịp sinh học của bạn tôi mới kiếm. Đừng có sách vở, ngủ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, ok. Ngủ kiểu đó là ngủ của máy viết sách đó, tức là máy thằng đó nó ngủ, nó sống theo nhịp sinh học của nó. Còn bạn thì bạn sống theo nhịp sinh học của bạn, đúng không? Bạn làm dancer thì bạn sống giờ khác, bạn làm doctor thì bạn sống giờ khác, bạn làm rảnh tơ thì bạn sống giờ khác nha. Đó, thì ngủ 7 tiếng sâu, ngon giấc là tốt, là tốt. Giấc ngủ nó gắn liền với sự phục hồi, mà sự phục hồi là một cái phần rất lớn trong vấn đề xây dựng cơ bắp này nọ kia và phát triển thể lực. Bạn không phục hồi được là cái như toan. Phục hồi gồm có gì? Dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và giấc ngủ. Mà bạn ngủ không được á thì hai này nó lót không được luôn. Khi bạn mất ngủ, bạn ngủ không được á là một đống thằng hormone xấu nó sinh ra đó. Vậy thì qua cái cơ chế nào mà EA này nó giúp chúng ta ngủ ngon? Đơn giản thôi, nhìn vô đây thấy nè. Đây bạn nhìn vô đây bạn sẽ thấy nó có thành phần gọi là tryptophan. Ok. Thằng đó là một axit amin thiết yếu. Nó sẽ giúp cho bạn ngủ ngon nha. Mà nó sinh ra một cái chất gọi là gì, melatonin như vậy đó. Trời, mấy thằng đó tên thật cái sự gì gì đọc mà gì học mấy cái thuật ngữ sinh học mấy cái tên á, lúc thì đọc kiểu này, lúc thì đọc kiểu kia, nhức đầu lắm bạn. Anh Pháp đọc khác nhau đồ nữa. Giúp ngủ ngon. Vậy thì tại sao ngủ ngon nó quan trọng? Ngủ ngon là cái thời gian giúp cho cơ thể bạn đồng hóa, tổng hợp sau một ngày tập luyện vất vả, áp lực tình tiền tù tội, vợ bé con thơ. Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ á, thì cơ thể chúng ta vẫn hoạt động, những cái ven này nó vẫn hoạt động, nó bơm dinh dưỡng, nó bơm BCA, nó bơm glutamine, nó bơm creatine, nó bơm đường, nó bơm đầy đủ vô trong cơ thể chúng ta để cơ thể chúng ta nó phục hồi lại sức khỏe, nó cơ bắp nó phục hồi lại kích thước, từ đó chúng ta có thể tăng cơ giảm mỡ. Nói chung á, giấc ngủ cực kỳ quan trọng, nên các bạn cố gắng phải ngủ cho nó ngon. Và thông qua có nhiều cái sản phẩm nó sẽ hỗ trợ giấc ngủ, không cần thiết phải mua thuốc ngủ đâu các bạn.
mình chỉ cần sử dụng những cái thằng mà đến từ tự nhiên thiên nhiên rồi mình tập luyện rồi mình khi mình ngủ mình đừng nghĩ tới cuộc đời nữa. Mẹ nợ thì cái bà nó đi ngủ đi thì ngày mai nó cũng nợ nó còn đó thôi à. Bạn có suy nghĩ bạn mất ngủ thì nợ nó còn đó. Biết nói vậy là nói xáo rỗng, nói vậy là nói không nói kiểu nói cho có nói. Nhưng mà giờ sao bạn, giờ bạn mất ngủ bạn đâu mất nợ đâu. Cuộc đời chúng ta là gánh nặng của bill mà. Thì tôi cũng vậy các bạn, vậy tôi hiểu mà thôi, khuyên các bạn vậy đó, cố gắng ngủ đi, tôi tập gym cho nó khỏe. Rồi nói tóm lại thì cái ba lợi ích của EGA thì Duy Nguyễn cũng kết thúc ở đây. Mà các bạn muốn tìm hiểu hơn thì các bạn vô trang thân online, bạn đọc bài viết, cho nên là Tú nó sẽ chèn trong description. Thì đó là những cái lời Duy Nguyễn viết nó văn hoa hơn. Còn bây giờ mà lên đây mà trình bày văn hoa thì có đứa đi ngủ thôi, nên chém gió là lý do nó là như vậy. Rồi tóm lại thì EGA nó giúp cho bạn hai cái lợi ích trong tập và trong ngày. Và đặc biệt nó rất cần cho những bạn nào đang lean, đang muốn lean và muốn giữ lại cơ bắp, không muốn mất cơ bắp. Và những bạn đang áp lực học hành, công việc, văn phòng thì những cái đối tượng đó cực kỳ cần phải sử dụng EA trong chế độ bổ sung hàng ngày nha. Nếu mà bạn không có kiến thức về EA, bạn không có cái sự sử dụng EA này thì bạn có lạc hậu so với ngành công nghệ sinh học rồi. Cái này không phải là đơn giản tập gym mà là tất cả mọi chúng ta đều cần. Nhưng mà các bạn cũng nên chú ý thì chọn mua những cái loại mà nó có, thứ nhất là độ uy tín, thứ hai nó rõ ràng và thứ ba nó chất lượng. Chứ giờ thị trường thì nó cũng ghê lắm, nói chung bậy bạ, gian lận rồi hàng lậu đồ quá trời quá đất nên không thể control. Thì hy vọng là các bạn thông qua cái kiến thức của cái video truyền tải, các bạn hiểu được và chọn được những cái loại EA xịn sò. Ví dụ, tất nhiên là BBT chứ không phối đồ xịn thôi nha các bạn. Không bao giờ không phối đồ cua bắp hết, tại vì đồ xịn nó mới trường tồn được. Còn đồ trôi nổi cua bắp ăn sỏi ở thời đồ này nọ mình làm không có đã, với phần nó ghê lắm nha. Ví dụ như những cái loại mà EA đẳng cấp này thì ngoài những cái EA nó còn có những cái khác, nó còn những cái khác mà nó bạn rất cần thiết. Ví dụ như điện giải, trong tập bạn sẽ mất điện đó thì bạn bổ sung điện giải nó sẽ hợp lý, và trong ngày nhiều khi bạn cũng phải bổ sung điện giải. Cơ thể chúng ta gồm có nước và khoáng chất này nọ kia, bổ nước không, nó không có khoáng chất, nó không có điện giải. Rồi nó có những cái loại khác xịn sò hơn. Ví dụ đây, ví dụ này, bí mật này mới có nha. Tại sao Duy Nguyễn nói bạn uống nó tập luyện là tuyệt vời? Tại vì thằng này á, nó ngoài nè, nó ngoài EAA nè, nó ngoài EA nó còn có vitamin C đồ. Bạn uống muỗng này nó bằng vitamin C hơn ngày vẫn ăn luôn rồi đó. Thấy ghê chưa? Nhưng mà mấy cái đó ai đâu quảng cáo còn chi đó. Rồi tiếp tục là nó có tùm lum luôn, nó có phát pho, nó có magie, có nói chung khoáng đồ. Rồi cái điều quan trọng nhất á là nó có hydration. Hydration bạn cũng có thể hiểu là một phần của điện giải, trong đây nó có là beten. Thằng beten này cực kỳ quan trọng luôn. Mốt Duy Nguyễn sẽ làm một video nói về beten. Các bạn biết retin mà không biết beten này không được. Cái thành phần bí mật của này là S7. Thằng này mới có, tức là cái sản phẩm này nó mới có thằng S7 nha, chứ không phải thằng EA nào nó có S7. Tức là mỗi thằng E nó một kiểu, nó khác nhau. Mà thằng này Duy Nguyễn nó nói từ đầu video là rất thích hợp cho intro và cao trong tập. Nên á, thằng này nó có S7. Mà S7 này á là nó được nghiên cứu chứng minh rằng nó giúp cho bạn tăng cái lượng nitric oxide lên 230 lần. Sản phẩm này của thầy Honey Rambot nè, thầy nói là cái S7 này nó giúp cho tăng cái sản lượng nitric oxide lên 230 lần. Mà thằng nitric oxide là thằng cực kỳ quan trọng trong điều cao, không có nó khỏi tập luôn nha. Rồi, cảm ơn bạn theo dõi video, nhớ đọc thông tin thêm bài viết nữa cho nó mượt. Bye bye.